Chúng ta sẽ phải nhìn xuống tận vị trí thứ 19 mới thấy được những đại diện của Trung Quốc trên bảng xếp hạng đơn. Đó là Zhao Junpeng và sau đó là hạng 21 của Lu Guangzu. Bây giờ sẽ là trận chung kết đơn nam giữa Liu Liang và Li Lanxi. Hay không cho Liu Liang. Đập cầu ra ngoài. Không được. 2-3. Khoảng cách 2 điểm lại được tái lập cho Liu Liang. Đập cầu tốt, 5-2. Liên tiếp nhồi cầu về cùng một vị trí. 7-3 cho Liu Liang.
đang có những tình huống phong cầu không tốt của Li Lanxi và tạo ra những cơ hội thuận lợi để Liu Liang có những cú đập uy lực. 8-3. Trận đang thuộc về Liu Liang. Vừa rồi là một tình huống đôi công rất hay. Liu Liang đã rất cố gắng để phòng thủ. Và đó là một điểm số rất xứng đáng. Dù Li Lanxi đã hơi kém may một chút. Li Lanxi đang bị dẫn trước rất sâu, khoảng cách 7 điểm. Vẫn là sự áp đảo của Liu Liang. Dù lúc này trên bảng xếp hạng thế giới mới nhất, anh chỉ xếp hạng 567 thôi. Còn Li Lanxi đứng thứ 181.
14-7, nghiêng về Liu Liang. Cầu tốt của Li Lanxi. Những pha đập chéo sân như vừa rồi là điều mà chúng ta chưa thấy được nhiều từ phía Li Lanxi trong trận đấu này. Nhưng trong trận bán kết ngày hôm qua với Tiến Minh thì Li Lanxi đã có rất nhiều những pha đập chéo sân ghi điểm như vậy. Tiếp tục tấn công. Và đã có điểm số thứ 18 cho Liu Liang. Chiến thắng trong set đấu thứ nhất là nằm trong tầm tay. Ngoài rồi. 19-9. May mắn đã không mỉm cười với Li Lanxi. Rất nhiều những cơ hội để khép lại set đấu thứ nhất cho Liu Liang. Số xứng đáng của Li Lanxi khi anh đã thủ rất hay ở tình huống vừa rồi. Nhưng đã không có bất ngờ. Không thể có bất ngờ được khi mà khoảng cách giữa đôi bên là quá xa.
Chúng ta cùng tới với những diễn biến trong set đấu thứ hai trận chung kết đơn nam giữa Liu Liang và Li Lanxi của so tài giải tay vợt của Trung Quốc tại giải cầu lông Vietnam International Series. Các khán giả hẳn đang chờ đợi một sự trở lại mạnh mẽ của Li Lanxi. Anh đang dẫn 2-0. Ngoài rồi. Bốn một cho Li Lanxi. Và trả giao cầu không qua lưới. Đập cầu rất dẻo của Liu Liang. Sáu hai nghiêng về Li Lanxi. Phản đập dọc biên tốt của Liu Liang. 4-6. Trong tầm với của Liu Liang. Tiếp tục là những tình huống đập cầu cắm và uy lực của Liu Liang, giống như những gì mà anh đã từng thể hiện ở set 1. Six, oh.
6 đều. Trọng tài xác định rằng cầu ngoài của Li Lanxi. Rất nhanh của đôi bên và điểm số đã thuộc về Li Lanxi. Thêm một điểm nữa cho hạt giống số 6. 9-6. Một tình huống nhảy đập hay của Li Lanxi. Có vẻ như gió đang đổi chiều khi may mắn cũng đã mỉm cười với Li Lanxi, đặc biệt là ở điểm số vừa rồi. Cầu ngoài sân của Liu Liang, 11-6. Mười hai sáu cho Li Lanxi. Liu Liang đã có phần bị mất phương hướng. Xếp hai đang chứng kiến sự trở lại của Li Lanxi. Không được. Và xử lý không thành công của Li Lanxi, 84.
Thêm một điểm nữa cho Liu Liang. Cầu ngoài rồi. Li Lianxi đã thủ tốt hơn rất nhiều ở set đấu thứ hai này. Và cùng với đó thì những sai lầm cũng đã xuất hiện nhiều hơn từ phía Liu Liang. Không được. 12-16. Mười ba mười tám. Điểm số thứ 14 cho Liu Liang. Anh vẫn đang cố gắng để bắt kịp đối phương. Không được. Li Lianxi là người đã phòng thủ tốt hơn và sau đó chớp lấy cơ hội để tấn công. 19-14. Game point đã tới với Li Lianxi.
Quá thiếu may mắn. 21-14 là kết quả của set đấu thứ hai. Và trận chung kết đơn nam sẽ cần set 3 để phân định thắng bại. Hay không cho Liu Liang trong set 3, trận chung kết đơn nam giải cầu lông Việt Nam International Series. Và đó là điểm đầu tiên của Li Lanxi. Hai đều. Lần này là một tình huống trả giao cầu chính xác hơn của Liu Liang. Không được. 4-2 cho Liu Liang. Tình huống bắt bài nhưng lại tạt cầu ra ngoài của Liu Liang và 4 đều. Rất hay. Tấn công với nhịp rất nhanh và đã xuyên thủng được phòng thủ của Li Lanxi. Cầu tốt của Liu Liang. Thấp thoáng phía xa chúng ta đã thấy Nguyễn Thùy Linh sẵn sàng cho trận chung kết của nội dung đơn nữ với đàn chị Vũ Thị Trang. Trận chung kết đơn nữ sẽ diễn ra ngay sau buổi lễ trao giải của tay vợt vô địch đơn nam. Thêm một điểm nữa cho Liu Liang. 7-4. Oh.
ngoài rồi. Đập cầu rút lưới của Lưu Liang rất đáng tiếc. 6-7 cho Li Lanxi. Rõ ràng là cầu ngoài. Phòng thủ rất hay và đó là một tình huống phản công ghi điểm của Li Lanxi. Vẫn còn trong sân và qua tầm với của Lưu Liang. Thêm một điểm nữa cho Lưu Liang, khoảng cách bây giờ là 4 điểm. Và đối công rất hay và cuối cùng thì may mắn đã đứng về phía Li Lanxi. Rất vất vả mới có thể xuyên thủng được phòng thủ của Lưu Liang. Cầu tốt của Lưu Liang.
Thêm một điểm nữa cho Liu Liang. Cầu trong sân 14-8. Thêm một lần nữa may mắn đã mỉm cười với Li Lanxi. Không thể đỡ được những pha đập cầu liên tiếp của Li Lanxi, 10-14. Thêm một pha tấn công như vũ bão nữa của Li Lanxi. Câu trả lời của Liu Liang, 15-11. Tình huống đã có sự lưỡng lự của Liu Liang. Anh phán đoán rằng cầu ngoài, nhưng khi nhận ra điểm rơi là trong sân thì đã quá muộn để xử lý. Mười sáu, mười ba. Cách 3 điểm lại xuất hiện.
đập rụp lưới của Lý Lan Xỉ. 18-14. Không được, pha lật cầu không qua lưới của Lưu Liang. 15. Những sai lầm như vừa rồi ở thời điểm này sẽ khiến cho Lý Lan Xỉ không còn nhiều cơ hội để sửa chữa nữa. 16-19. Thêm một điểm nữa cho Lý Lan Xỉ. 16-19. Điểm số cực kỳ quan trọng đã thuộc về Lưu Liang. Và giờ sẽ là Championship Point. Đập cầu tốt. Lý Lan Xỉ đã bị đẩy vào chân tường. Và anh còn phải cứu 2 Championship Point nữa. 18-20. Không có phép màu, không có một ngược dòng nào. Chiến thắng chung cuộc trong trận đấu chung kết này đã thuộc về Lưu Liang. 21-10, 14-21 và 21-18. Chức vô địch đã thuộc về tay vợt không được xếp làm hạt giống và trên con đường đăng quang. Lưu Liang đã loại tới 3 đối thủ hạt giống ở Vietnam International Series. Đó là Lin Quang Tinh, hạt giống số 4 của Đài Bắc Trung Hoa với chiến thắng 21-15, 25-23. Là ông Yen Ji, hạt giống số 10 của Malaysia với thắng lợi 21-14, 21-18.